Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Trịnh Gia. Thì dạo gần đây mình trên cộng đồng mạng nó rầm rộ cái chia sẻ clip mình ăn mì tôm trong bồn cầu ấy nha mà. Mình làm lâu lắm rồi nhưng mà bây giờ nó mới rầm rộ, không hiểu tại sao. Và cũng phản ánh một số cái thành phần nó lấy clip của mình câu like, câu view nhưng mà không để nguồn nhá. Ok. Mình thì mình không sao cả nhưng mà có điều hơi bức xúc. Đấy. Các bạn nói này nói nọ nhưng mà ok, các bạn phải để nguồn của mình chứ, đúng không? Nếu như bạn không làm được clip đó thì bạn lấy của người khác, nhưng mà các bạn phải để nguồn. Ok. Vào vấn đề chính thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip liên quan đến cũng là chuyên đề chuyên mục ẩm thực một chút. Đó là mình sẽ làm một cái cốc. Đây, một cái cốc. Gọi là cốc gì nhỉ? Nước uống lộn xộn, nước uống thập cẩm, mình trộn sẽ trộn tất cả các loại lại. Đây mình đã chuẩn bị sẵn rồi, nào là tin năm bù quan rồi rau câu rồi sữa bò rồi sữa TH đấy, và mình sẽ trộn lẫn vào chiếc cốc này đấy để mình uống xem nó có mùi vị gì khác biệt không nha em. Thì mình uống bình thường thì mình uống cứ một thứ này uống quá bình thường rồi đấy. Bây giờ mình sẽ trộn tất cả các thứ lại, mình sẽ uống, mình sẽ thưởng thức để xem rồi cái mùi vị nó như thế nào nha anh em. Ok. Bạn có thể thấy sau khi mình đổ tinh vào thì nước khá chi là đẹp đấy, rất là đỏ, rất là đẹp nha anh em. Thì để mình tiếp tục mình sẽ đổ nước năm bù quan vào đấy, đỏ với màu vàng, xem thử nó màu gì nha anh em. Yeah. Đấy, và mình đã đổ được nước năm bù quan vào rồi, nhưng mà năm bù quan màu vàng nhưng mà vẫn không thể kéo được cái màu của steam anh em ạ. Còn dưới steam nó khá chi là đỏ, vẫn đỏ. Và bây giờ mình sẽ đổ gọi là đổ cái thạch rau câu vào. Đấy, mọi người có thể thấy là khá chi là hấp dẫn rồi anh em ạ. Đỏ, vàng rồi. Nói chung là nhìn cũng đẹp mắt, không biết ăn uống nó ngon lành như vậy đấy. Anh em có thể thấy là khá chi là đẹp. Ok. Đổ sữa tươi và trộn lại rồi nha anh em. Ok, và tiếp theo mình sẽ khui sữa ông thọ này ra. Đổ sữa vào đây. Mình sẽ đổ đá vào. Thưởng thức thôi. Yeah. Đấy, các bạn có thể thấy là mình đã hoàn thành xong được cái món nước trộn này nha anh em, nước trộn thập cẩm này rồi đấy. Và tiếp theo mình sẽ thưởng thức thôi đấy, và để thưởng thức mình phải cho đá vào.
Wow, thế lại nó vừa đầy rồi anh em. Nhấn xuống rồi đó, trào lên đó. Wow. Wow. Nhìn khá chi là hấp dẫn. Đó. Và mình sẽ thưởng thức thử nha anh em. Chua. Ngon. Thử miếng nữa. Bắt đầu đưa uống vào thì nó cảm giác là nó mát mát cái đã. Mát này. Xong rồi chua chua này, ngọt ngọt. Ngon, uống được. Mình sẽ thử ăn được hết được cái bình, cái cốc sữa trộn này. Chiếc to khổng lồ này không nha anh em. Mời các anh em nha. Này không có hút được, hút nhanh. Rồi bây giờ sẽ được đến lượt lắc thử xem nha anh em. Má không có cái ống hút thôi. Có rau câu đây, hút rau câu lên. Phê được. Sao? Cũng được chứ. Phải gọi là ngon. Bây giờ trộn biết bao nhiêu thứ không em? Mà uống có mấy ngát mà mẹ. Mà ngọt quá. Hơi ngọt xíu. Anh thấy chua chua nhưng mà mày lại sợ chơi lại sợ không ngọt, anh đổ hai lon sữa bò. Hai lon. Cái này hết trăm gần 200 ngàn anh em ạ. Để làm được cái bình này hết 200 ngàn. Uống thêm cái nào uống ấy, uống thêm đi. Để làm gì? Có ra kiểu nó uống nhá. Ra bưng mình đúng rồi đấy. À đúng rồi, sao mình bưng mình ra quán nét ra cho mỗi thằng cốc. Ok, có gì mà chúng tào tháo được thì chúng nhau mà chạy chứ. Yeah, bưng ra lên. Vâng, và anh em chúng tôi sẽ đi ra đây phân phát cho những thành viên, mỗi người thưởng thức thử xem như nào. Cái chứa công với công thức đặc biệt. Không chuẩn nha. Công nghệ đó đi ạ. 200.000 đi má. Win. Dấn phát 100% đạt dấn phát 100% có được cảm giác không? Thuốc chùa không à? Ngon, cái này ngon. Được. Sao sao biết cảm giác không? Cảm giác được. Được hả? Thế cũng ăn được chứ không đến nỗi nào không? Đạt bú phan cái bình này, mày bú luôn đây. Bú bình luôn đây.
bú em và em bú có nổi bên rồi. Cầm cầm đi, rót đây uống em. Từ từ coi nó cho. Ý là cả chứa siêu chua, siêu cay vậy. Cái gì nó chua. Vẹm đá con cá. Kêu có vị gì? Có vị. Cái gì nào? Ngọt. Nhưng mà hơi chua. Đấy, cũng được rồi, cũng được. Có vị bò húc đúng không? Ngọt có vị bò húc. Bò húc có húc nhưng mà có vị đấy. Cái công thức của nó, công thức của nó công thức anh tự tạo mà. Yên tâm đi, có chết thì chúng ta chết, anh uống gần nửa bình mà, đúng không? Vậy sau khi mỗi người thưởng thức rồi mình sẽ để đây mà ai uống thì người ta đến uống thôi. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Nhớ like, subscribe kênh để ủng hộ mình và các bạn có ý tưởng gì độc đáo và táo bạo ấy, kể cả ăn mì trong bồn cầu hay là uống trà sữa trong bồn cầu, tất cả ok. Hãy để lại bình luận ý kiến của mình dưới mỗi video, mình sẽ làm theo các bạn. Ok, cảm ơn.